Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Làng qua Bình Định chuẩn bị vụ Tết. WHO đàm phán với Pfizer để sớm phân phối vaccine trên toàn cầu Thưa quý vị, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, xuất khẩu đã trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế dựng bước vào năm 2021. Để vượt qua khó khăn trong giai đoạn tới, hơn lúc nào hết, hoạt động xuất khẩu phải gắn với các hoạt động sản xuất bền vững, đáp ứng yêu cầu của quốc tế. Đây là nhấn mạnh của các diễn giả tại diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2020 với chủ đề Xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA-CBTBB và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được Bộ Công Thương tổ chức. Trước những yêu cầu thực tiễn của thị trường, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới đó là cần phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể về hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu cho từng lĩnh vực, từng khu vực thị trường, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, bảo đảm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững. Hiện nay, định hướng sản xuất và xúc tiến xuất khẩu bền vững của các ngành hàng Việt Nam có tính nội lực cao, có tiềm năng gia tăng quy mô và giá trị xuất khẩu cũng như các nỗ lực hướng tới phát triển bền vững như thủy sản, cao su, dệt may, chế biến gỗ hướng đến mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững. Trong tất cả các cái việc định hiệp định mà thương mại thế hệ mới đó thì nó thường sẽ có hai phần. Một cái phần là thế quan. Thứ hai là một cái phần mà chúng ta gọi là các cái điều kiện mà mình gọi là kỹ thuật xây dựng một cái bộ máy tổ chức nó ổn định và có những cái sản phẩm rất là căn bản căn cơ chủ động từ các cái khâu thiết kế đến khâu sản xuất đến khâu nguyên liệu thế thì tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho chúng ta không có ngại gì khi mà chúng ta chắc chắn là phải thực hiện các cái hiệp định đó nhưng mà chúng ta thực hiện với một cái vị thế nó chủ động cái thuế nhập khẩu nó giảm thì nó sẽ cho chúng ta những cái cơ hội khác như là chúng ta sẽ nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình các cái doanh nghiệp họ sẽ cải thiện um, cái cái cấu trúc công ty từ từ sản xuất cho đến uh, chế biến rồi cho đến cái sản phẩm xuất khẩu và đi theo cái hướng là cái sự phát triển bền vững mà quốc tế đang áp dụng hiện nay ví dụ như đối với thị trường châu âu thì bên cạnh cái việc mà chúng ta phải đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng ta phải có những cái quy định đáp ứng về cái môi trường của của châu Âu rồi là trách nhiệm xã hội. Trong dài hạn để xuất khẩu bền vững sẽ cần lựa chọn và hỗ trợ được những ngành hàng tạo giá trị gia tăng. Từ chủ động về nguyên liệu, đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu và kết hợp đồng thời nhiều hình thức xúc tiến thương mại. Trong đó, các đối tác có FTA cho Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ về xúc tiến thương mại luôn luôn là một trong những chủ đề ưu tiên của chính phủ chúng tôi. Năm 2021-2024, chúng tôi bắt đầu một chương trình mới về sự hỗ trợ này. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh tới việc hỗ trợ cho cộng đồng tư nhân Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận với thị trường xuất khẩu. Nhiều sáng kiến liên quan đến xuất khẩu bền vững như xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường, phát triển khu sinh thái ở Việt Nam hoặc các dự án khác về thúc đẩy phát triển bền vững. Mục tiêu đặt ra, các hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2020-2025 là duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở mức 5% đến 10% cho nhóm mặt hàng chủ lực thông qua trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, phối hợp với các ngành hàng để hướng dẫn, gián tiếp nâng cao chất lượng sản phẩm được xúc tiến, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, kim ngạch và thị phần xuất khẩu của ngành hàng, từng bước khẳng định vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình chuyển đổi số, trong đó mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ các giao dịch sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao thông vận tải. Trong đó đến năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu hướng đến 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. Đồng thời 100% các tuyến đường bộ cao tốc có triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng được triển khai tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc tiến tới xóa bỏ thu phí bằng tiền mặt. Giai đoạn đến năm 2030, mục tiêu 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán cho các dịch vụ giao thông đường bộ. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tính đến hết tháng 11, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm hơn 13% so với cùng kỳ. Riêng nhóm ô tô du lịch giảm 12,4%. Thị trường ô tô Việt Nam năm 2020 nhìn chung đã được định hình với ba cái tên quen thuộc là Toyota, TC và Taco. Tạm tính đến cuối tháng 11, Taco nắm trong tay 22,7%, trong khi đó Hyundai đem về 22,2% thị phần cho TC Moto. Con số tương ứng của Toyota Việt Nam là 21,5%. Nếu ba thứ hạng này không thay đổi, khi bổ sung doanh số của tháng 12, sẽ là năm đánh dấu việc Hyundai bán dược Toyota tại Việt Nam. Đồng thời, Taco quay trở lại dẫn đầu thị trường xe trong nước. Mặc dù năm nay thời tiết bất lợi, giới bão lũ xảy ra liên tục, nhưng các làng trồng hoa cúc, hoa mai tại tỉnh Bình Định không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện nông dân đang tích cực chăm sóc hoa, thực hiện các công đoạn cuối cùng để cho ra những chậu hoa đẹp nhất phục vụ Tết Nguyên Đán năm nay. Khi thời tiết cuối năm thuận lợi cũng là lúc ông Phan Văn Sáu tích cực chăm sóc vườn hoa mai của mình để chuẩn bị cho chủ Tết Nguyên Đán năm nay. Để chuẩn bị bán Tết, ông Sáu tập trung chăm bón, tạo cảnh cho gần 7.000 chậu mai lớn nhỏ. Hiện nay, công đoạn cắt tỉa cành nhánh đã xong. Chỉ còn chờ đến cuối tháng 11 âm lịch sẽ lặt lá mai để hoa bung nở cái lá nó đã chuyển màu và chứng tỏ là cái những cái lượng hoa những lượng nụ và những coi như là cái 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 toàn bộ của sinh trưởng của cây thì nó đã làm đến coi như là là đến cái giai đoạn gọi là hoàn thiện cho nên là đảm bảo năm nay chắc ăn thì cây mai bình định sẽ có hoa đẹp và đỡ kịp tết của cái nguyên đáng âm lịch. Thị xã An Nhơn được mệnh danh là thủ phủ mai vàng của miền Trung hiện địa phương có gần 1.500 hộ trồng mai, tổng diện tích 145 ha với trên 1,6 triệu chậu hoa lớn nhỏ. Nay là thời điểm dồn sức để chăm qua mai kịp bán Tết, nên người nông dân ăn ngủ ngay tại trường. hiện tại bây giờ thì cái khâu là bắt cái đọt nó lên, tức là mình chỉnh cái đọt này, chỉnh đọt cho nó chính tâm và tất cả các cái tạo tán này. Khi mà cái nào mà nó dính lên thì mình làm xuống để cho nó bằng như cụ thể như cái cây đây để mình sửa. Trong khi đó, người trồng hoa cúc tại tỉnh Bình Định năm nay có vẻ e dè, thấp thỏm hơn khi nhiều chủ trường quyết định giảm số lượng chậu. Nguyên nhân chỉ lo không có đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Vụ năm nay chăm sóc tới đây là đạt khoảng 80% rồi 80% rồi. Chẳng qua nó hư một phần nào là vì do cái đợt đầu bảo là chưa che chắn được. Hư một phần ít thôi, cũng chưa đến nổi gì. Thời gian tới chỉ là cắm cây lại thôi, chứ cắm cây sửa nâng lại cho nó nó đứng vững để là nó ra hoa nó khỏi nghiêng ngã vậy thôi. Chăm sóc nó là nước thì phải tưới thường xuyên một kỳ tới hai lần cho đó là nó hiếu Rồi thuốc thì một tuần bôi một lần Rồi còn tứ phân cũng vậy tứ phân cũng một tuần bôi một lần Rồi còn cấm cặp là nói chung là ngày nào cũng cấm qua một năm nhiều thiên tai dịch bệnh giờ đây nông dân tỉnh Bình Định đang đạt niềm tin thắng lợi ở vụ qua Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm nay Cố dẫn cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thông báo, Tổ chức này đang đàm phán với hãng dược phẩm Pfizer Mỹ để sớm phân bổ vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng ra toàn cầu. Phát biểu tại họp báo, cố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Rush Angler cho biết đã nhận thấy một cam kết mạnh mẽ của giám đốc điều hành Pfizer nhằm đề ra mức giá vaccine hợp lý cho người nghèo. Ông cũng kỳ vọng trong những tuần tới sẽ nhận được tin từ một số nhà sản xuất vaccine đang tham gia vào cơ chế tiếp cận vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn cầu của Vác. Bên cạnh đó, ông cũng cho hay WHO đang tìm kiếm các nguồn tài trợ chính cho quỹ tài trợ trị giá khoảng 28 tỷ đô la Mỹ để chi cho các công cụ chống dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh, giờ đây tài chính là vấn đề duy nhất đang ngăn thế giới thoát khỏi đại dịch nhanh nhất có thể. Các hãng hàng không đang lo ngại với nguy cơ bị phạt nặng khi bay đến Anh từ ngày 1 tháng 1 2021 do vi phạm về các quy định về chuyển giao dữ liệu hành khách nếu các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và EU về thỏa thuận hậu Brexit thất bại. Hiện tại, các dữ liệu cá nhân như họ tên, phương tiện thanh toán và lịch trình đi lại của hành khách di chuyển giữa châu Âu và Anh đang được hãng hàng không chuyển giao cung cấp cho các cơ quan chức năng của Anh để phòng chống khủng bố và tội phạm. Tuy nhiên, khi thời gian quá độ của tiến trình Anh rời khỏi EU kết thúc vào cuối tháng này, nếu Anh và EU không đạt được một thỏa thuận thương mại hoặc một thỏa thuận pháp lý khác, việc các hãng hàng không chuyển dữ liệu hành khách cho chính quyền Anh sẽ vi phạm quy định chung về bảo vệ dữ liệu của châu Âu và có thể phải đối mặt với khoản phạt lên đến 20 triệu euro hoặc 4% doanh thu của công ty. Ngược lại, các hãng hàng không cũng có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10.000 bảng cho mỗi chuyến bay nếu từ chối chuyển giao dữ liệu hành khách cho nhà chức trách Anh. Các hãng hàng không hiện đang đàm phán với chính phủ Anh về việc chuyển giao dữ liệu cá nhân hành khách để đảm bảo việc các chuyến bay vẫn được thực hiện sau ngày 31 tháng 12 trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận. Bộ Nội vụ Anh đã trấn an các hãng hàng không rằng họ đang tìm giải pháp giúp các hãng hàng không tuân thủ các quy định về dữ liệu. Anh sẽ cấm bán ô tô và xe tải chạy bằng xăng và diesel từ năm 2030, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch trước đó. Thưa quý vị, đây là một phần trong những gì mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chủ trương thực hiện như một cuộc cách mạng xanh để cắt giảm lượng khí thải xuống mức không vào năm 2050. Năm ngoái, anh đã trở thành quốc gia cờ bãi đầu tiên đặt mục tiêu này vào luật năm 2050. Theo đó sẽ yêu cầu những thay đổi trên diện rộng về cách người Anh đi lại, sử dụng năng lượng và ăn uống. Thủ tướng Anh cho biết kế hoạch sẽ quy động tài chính của chính phủ và khu vực tư nhân, đồng thời tạo ra 250.000 việc làm xanh có tay nghề cao trong 10 năm tới. Ông cũng cam kết tăng khai thác và sử dụng năng lượng gió ngoài khơi của Anh lên 40 GW vào năm 2030, thay vì khoảng 10 GW hiện nay đã cam kết chi tới 500 triệu bảng Anh cho các dự án thử nghiệm việc sử dụng hydro, bao gồm cả sưởi ấm và nấu ăn tại nhà. Chính phủ cũng sẽ giúp phát triển các nhà máy hạt nhân. Giờ rồi là bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.